Hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, trưa nay ngày 15 tháng 1, Đà Nẵng, Bikazuki Trabani Resort Spa tổ chức lễ động thổ công trình cầu vượt đi bộ bắc ngang đường Nguyễn Tất Thành. Đến dự có Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Zakabe Yoshinori. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Trước đó, buổi họp báo đã được diễn ra. Lãnh đạo tập đoàn Mikazuki đã trả lời cụ thể những câu hỏi thắc mắc của các phóng viên báo chí truyền hình về công trình cầu vượt đi bộ. Theo đó, cầu vượt cao gần 11 m dài hơn 140 m với diện tích sàn khoảng 655 m vuông. Lối dẫn lên cầu được thể hiện như nút thắt trong nghệ thuật đan dây của người Nhật, thể hiện tình bền chặt trong hai nền văn hóa Việt-Nhật. Bên ngoài, hai đài vọng cảnh cũng bố trí cầu thang xoắn bằng thép, với thang máy được lắp đặt để người khuyết tật có thể lên cầu một cách dễ dàng đây là cầu vượt công cộng nên ngoài lối đi dành cho khách tại khu tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí mikazuki thì có thiết kế lối đi riêng dành cho người dân thành phố Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cho biết, với việc khởi công cầu vượt đi bộ Mikazuki, Đà Nẵng sẽ có thêm một công trình kinh tế văn hóa trọng điểm cho khu du lịch Xuân Thiều nói riêng và khu vực Tây Bắc thành phố nói chung, thể hiện tình hữu nghị bền chặt trong nền văn hóa Việt Nam-Nhật Bản. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị tập đoàn Mikazuki phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương để hoàn thành công trình vào tháng 5 năm 2023 như cam kết của tập đoàn, đưa công trình vào khai thác đúng kế hoạch và phát huy được hiệu quả. Năm 2022, Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, gấp 2 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2021. Nhật Bản hiện nay là nhà đầu tư nước ngoài dẫn đầu về số dự án FDI của Đà Nẵng với 222 dự án, tổng vốn đầu tư đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ.